Hôm nay chúng ta làm bài tập về chi vấn trong cơ sở liệu quản lý giờ dạy. Thì chúng ta sẽ làm bài query 1 là tạo query có chức năng liệt kê tất cả các giáo viên trường thuộc trường Đại học Cần Thơ, bao gồm họ tên giáo viên, tên học hàm và điện thoại. Chúng ta thấy rằng á thì trong cơ sở liệu của mình đó, thì nó sẽ liên quan đến là họ tên giáo viên thuộc bảng giáo viên, bảng tên học hàm thuộc vào học hàm và điện thoại. Thì chúng ta có thêm cái trường là trường Đại học Cần Thơ là một cái chi vấn có điều kiện. Thì chúng ta sẽ thêm một cái bảng tiếp theo là bảng T trường, để ta lấy trường là trường Đại học Cần Thơ. Chúng ta bắt đầu tạo view bằng cách là design view. Ta lấy bảng giáo viên, tên trường và tên học hàm. Thì dữ liệu của chúng ta lấy theo yêu cầu là có họ tên giáo viên, tên học hàm và điện thoại. Họ tên giáo viên, tên học hàm, điện thoại. Chúng ta show lên. Các em lưu lại là query 1. Nhưng mà ở đây cái điều kiện của chúng ta là lọc là lấy ra là tất cả giáo viên thuộc trường Đại học Cần Thơ. Đại học Cần Thơ. Thì ở đây thì chúng ta thêm một cái là tên trường là cho view lên. Ở đây trường Đại học Cần Thơ. Vấn đề là ta chỉ cần lấy dữ liệu của hai cái trường đầu tiên là trường Đại học Cần Thơ. Đầu tiên chúng ta quét khối nó, copy cái tên này nè. Trường Đại học Cần Thơ, copy. Chúng ta view lên. Chỗ tên trường thì mình đặt cái điều kiện là trường Đại học Cần Thơ. Rồi. Ta show lên. Thì chúng ta sẽ lọc ra được hai cái dòng này của giáo viên thuộc trường Đại học Cần Thơ. Nhưng mà yêu cầu bài toán của chúng ta là không có đưa ra cái tên trường, chỉ lấy họ tên giáo viên, tên học hàm và điện thoại. Thì do đó chúng ta sẽ không có show cái tên trường ra. Thì để làm điều này chúng ta bỏ cái check ở đây. Chúng ta thấy check này, ta nhấp bỏ vào check và chúng ta view lên. Cho ta đã được kết quả chi vấn. Chú ý là khi mình check thì nó sẽ hiển thị. Và mình bỏ check thì nó có điều kiện nhưng mà nó không hiển thị. Chúng ta đã hoàn thành bài tập 1 theo yêu cầu đặt ra. Các em tiến hành thực hành bài tập nhé.